Hòa Thượng Tuyền Hóa. Phần thứ nhất, vấn đáp. Phá mê hỏi: thật sự có vận mạng không? Con người có năng lực thao túng sửa đổi số mạng chăng? Đáp: quân tử có pháp tạo mạng, mạng do ta lập, phước ta tự cầu. Họa phước không cửa, do mình tự vời. Quả báo thiện ác như bóng theo hình. Bậc quân tử có thể sáng tạo, tự sửa đổi số mạng của mình. Người đời không hiểu, cho rằng mọi sự đều do trời định. Chỉ cần có lòng tin mạnh mẽ và có nghị lực, thì bạn có thể từ chỗ phàm phu mà tiến lên quả vị Phật ngay trong tích tắc. Số mạng cải biến rồi vậy. Hỏi: động vật chết rồi có đầu thai chăng? Đáp: chúng cũng đầu thai tương tự như loài người vậy. Thí dụ như có người kiếp này là người Trung Hoa, kiếp sau là người Mỹ, kiếp sau nữa lại là người Nhật, thì động vật cũng thế, cũng di dân như vậy. Động vật cũng có tánh linh, và tánh linh của chúng cũng có thể luân chuyển, song tùy nơi nghiệp lực, hành vi và tư tưởng mà có sai biệt. Hỏi: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ đâu lại? Đáp: bạn hãy tự hỏi bạn từ đâu đến. Hỏi: có gì khác biệt giữa việc cứu người, cứu quỷ và cứu ma? Đáp: hẳn nhiên là không có gì khác biệt, sao bạn còn hỏi? Hỏi: hiện tại đang lưu hành thứ Hiện Đại Thiền, các thầy dạy cách kết ấn và nói rằng tu theo phương pháp này dễ được cảm ứng lắm. Chúng tôi có thể học thứ Hiện Đại Thiền này không? Đáp: tôi là người cổ lão, chẳng hiểu được chuyện hiện đại. Hỏi: đem giáo lý đạo Phật phổ vào điệu nhạc khúc ca như vậy có đúng phép không? Có người phê bình thì sao? Đáp: nếu đã sợ bị phê bình, chỉ trích, thì tốt hơn hết là đừng làm bất cứ chuyện gì cả. Thử hỏi trong thiên hạ, có gì tốt mà không bị phê bình? Nếu bạn sợ phê bình thì đừng làm. Nếu chẳng sợ chỉ trích thì hãy phấn đấu tiến lên. Hỏi: song lê có người phê bình, tại sao không tìm điệu khúc trong Phật giáo mà lại lấy nhạc thời đại để phổ khúc? Đáp: 84.000 pháp môn, môn nào cũng là số một, cũng là hay nhất cả. Hỏi: ở đời thật có quỷ sao? Người sợ quỷ hay quỷ phải sợ người? Đáp: bạn hỏi được vấn đề này, hẳn nhiên bạn đã biết là có quỷ hay không rồi. Cần gì phải hỏi nữa? Nếu trong tâm người có quỷ, thì người mới sợ quỷ. Trong tâm người nếu không có quỷ, thì quỷ phải sợ người. Hỏi: làm sao để phá chấp trước và vọng tưởng? Đáp: ai cho bạn chấp trước? Ai cho bạn vọng tưởng? Một số sinh viên trường University of California, San Francisco, đến thăm trường Đại học Pháp Giới, nghe nói tỳ khưu ni phải thọ trì nhiều giới luật hơn tỳ khưu. Có người hỏi: như vậy phải chăng là nam nữ không bình đẳng? Đáp: tôi phải nói thẳng cho các bạn rõ rằng, xét cho cùng thì tỳ khưu ni là đàn bà, mà đàn bà thì có thể sinh nở, còn đàn ông thì không. Như vậy thì các bạn hiểu rồi chứ? Hỏi: tại sao trong xã hội bây giờ đàn bà lại ở địa vị thấp? Đáp: ai nói là đàn bà bị thua kém? Đàn ông toàn thế giới ai cũng yêu đàn bà, xong tôi chủ trương rằng đàn bà không nên ăn giấm chua, đàn ông không nên ăn vụng mật ngọt, bởi hai điều này đều là gốc của tánh tham lam. Nếu đàn bà không ăn giấm chua, đàn ông không ăn vụng mật, thì vợ chồng nhất định sẽ hòa thuận vui vẻ. Hỏi: xin hỏi về xá lợi. Có người nói xá lợi chỉ là viên đá, có kẻ nói một hạt xá lợi có thể biến thành hai, lại có người đồn xá lợi có thể biến mất. Xin hòa thượng giải thích cho ạ. Đáp: xá lợi có được là do con người tu hành nghiêm trì giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, và chủ yếu là không tà dâm. Không tà dâm thì bảo bối nơi thân mình không bị tiêu hao mất. Bảo bối này tôi tin rằng các bạn đều biết rõ. Bởi vậy, trọng yếu là ở sự trì giới luật,
căn bản của sinh mạng chúng ta là vật gì? Tôi không cần phải nhiều lời. Nếu các bạn có thể giữ giới không tà dâm, thì tự nhiên bạn sẽ có xá lợi quang minh, sáng lạng, kiên cố hơn cả kim cương. Nói rằng xá lợi, một hạt biến thành hai hạt, đó chỉ là truyền thuyết. Bởi tôi chưa học qua môn hóa học, chưa làm thực nghiệm, chưa thí nghiệm xem xá lợi như thế nào, nên chưa có kinh nghiệm. Tôi chỉ có thể cho các bạn biết rằng, nếu các bạn nghiêm trì giới luật, thì các bạn sẽ có xá lợi. Không trì giới thì không có xá lợi. Đây là việc không thể giả mạo hay mạo xưng đặng, đó là điều tôi hiểu. Hỏi: nói vậy nếu muốn có xá lợi thì chúng ta phải thanh tịnh hóa thân này. Đáp: đúng, bạn phải sống độc thân, không được tiếp cận nữ giới. Nếu gần gũi nữ giới thì dù bạn có xá lợi, e rằng xá lợi ấy chỉ là thứ thủy tinh. Hỏi: vậy thì nữ giới cũng không được tiếp cận nam giới. Đáp: đúng, lý cũng tương đồng như trên. Do vậy trong đạo Phật mới có vấn đề độc thân không kết hôn. Người xuất gia cần phải biết tự chế, không được loạn luân. Hễ loạn luân tức là không giữ giới luật. Người tu đạo phải thông suốt quan điểm về vấn đề nam nữ. Nếu không thông suốt tức là nhận lầm mắt cá là hạt ngọc. Hỏi: giới luật nhà Phật thật vô cùng nghiêm khắc. Như hòa thượng nói là không được tà dâm, không nên có tâm tham đắm sắc dục giữa nam nữ, ắt hẳn sẽ có người phản đối. Như thế là không hợp nhân đạo, xin hòa thượng khai thị cho. Đáp: muốn học làm Phật thì chẳng thể vừa lòng người đặng. Bạn muốn học làm người thì phải học làm người tốt. Tóm lại, bạn muốn tu hành thì phải như thế đấy. Hỏi: người có bệnh đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo cần phải uống thuốc, xong thuốc thì giết vi trùng, như vậy có phải là phạm giới không sát sanh chăng? Đáp: bạn muốn trị lành bệnh, thuốc không phải là thứ bạn tự ý muốn uống, mà vì có bệnh nên bạn mới phải uống. Thuốc là do bác sĩ cho, chứ chẳng phải ý bạn muốn. Chẳng phải bạn muốn giết bọn vi trùng kia, mà vì bọn chúng đến hại bạn. Tuy nói vậy, song nếu xét lại vấn đề một cách sâu xa, thì sở dĩ vi trùng xuất hiện nơi thân bạn là vì bạn có quá nhiều vọng tưởng. Chính vọng tưởng của bạn đã chiêu cảm bọn chúng lại. Do đó, bạn nên hồi quan phản chiếu, tự soi xét lòng mình, diệt sạch những vi trùng của tự tâm trước đi. Hỏi: trong kinh dạy rằng, kẻ niệm chú đại bi thì toàn thân ác tật tức thời tiêu trừ. Xong có nhiều người nói, làm gì có chuyện đó, chẳng lẽ bạn bệnh rồi niệm chú đại bi thì hết bệnh sao? Quan điểm ấy khác với ý kinh, xin hòa thượng khai thị cho. Đáp: tâm thành thì linh nghiệm, tâm chẳng chân thành thì niệm chú không thể linh đặng. Nếu tâm bạn mà thành khẩn thì niệm chú sẽ linh ứng. Chú đại bi có thể làm cho giận dữ sanh hoan hỷ, chết rồi đặng hồi sinh. Lời này nếu hư giả, tức chư Phật nói dối. Cho nên, nếu bạn sanh lòng tin tưởng thì nhất định sẽ có cảm ứng. Chú đại bi có thể trị 84.000 chứng bệnh, song cần phải có thiện căn. Người không có thiện căn thì muốn niệm cũng chẳng niệm nổi, muốn trị bệnh cũng không làm nên trò trống gì. Sám hối. Hỏi: làm thế nào mới tiêu trừ được nghiệp chướng? Đáp: người nào có thể không bao giờ nổi nóng, giận dữ, thì mọi nghiệp chướng đều tiêu sạch trong chớp nhoáng. Khi sắp nổi giận, bạn nên nhẫn nại một chút. Hãy nói với chính mình, ráng chờ thêm một phút nữa, bởi nhẫn một tí gió im sóng bạc, lùi một bước biển lặng trời đông. Hỏi: có nhiều người bị bệnh, nói rằng đó là do cha, ông xưa kia tạo nghiệp. Bây giờ con cháu gánh chịu quả báo, vậy làm thế nào để tiêu trừ thứ nghiệp chướng này? Đáp: ai ăn nấy no, tội ai nấy lạnh. Tội lỗi nghiệp chướng của cha, ông, bạn không phải nhận chịu. Bạn chỉ cần đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa là đủ. Những việc mình làm từ xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua. Giờ đây những việc mình làm thuộc về đời mới kể từ hôm nay. Trời cao không đầy đỏ kẻ biết hối cải lỗi lầm,
chỉ cần mình thành tâm sám hối, sửa đổi để làm một con người mới là được. Giải nghi. Hỏi: Nhà Nho nói nhân và nhà Phật nói từ bi, các từ ngữ này có quan hệ với nhau ra sao? Đáp: Nhân là lòng thương người, thương vật, từ bi thì rộng nghĩa hơn, có lòng từ mẫn ngay với người không có duyên với mình, đó là đại từ, xem mọi người cùng một thể, đó là đại bi. Cho nên từ bi bao hàm lòng nhân ở trong đó. Nhân còn gọi là thiện chủng tử, nghĩa là hạt giống lành không ngừng sinh trưởng trong trời đất. Nhân cũng được gọi là Phật giới chủng tử, tức là hạt giống của giới luật nhà Phật. Hỏi: Thừa là gì? Đại thừa và tiểu thừa khác nhau ra sao? Đáp: Thừa là chiếc xe dùng để chở người, đại thừa là chiếc xe lớn chở được nhiều người, còn tiểu thừa là chiếc xe nhỏ chở được ít người hơn. Căn tánh của mỗi chúng sinh đều khác nhau, xu hướng đều bất đồng, do đó có kẻ thích xe lớn, có người thích xe nhỏ, kỳ thật đều là một chiếc xe mà thôi. Không nên ở nơi đây mà sanh tâm phân biệt.